con cũng không nghĩ là mình mua nhanh vậy. À. Coi như là nói lại bao nhiêu năm là mình mua được cái nhà này qua bên Mỹ này, bao nhiêu năm? 2 năm 6 tháng. 2 năm 6 tháng mua được nhà đó, 2 năm 6 tháng mua được nhà nha. Và hai vợ chồng làm cái ngành nghề nail giống như mình nói đó, đó. Là con bắt đầu từ con số 0 á, là hoàn toàn không có nhờ, không có tiền từ đầu luôn. Là hai vợ chồng là cùng nhau đi lên từ không có gì á. Mà may mắn là ảnh với con là cùng nhau nhìn về một hướng là em muốn mua nhà, em muốn như vậy thì ảnh thấy con muốn vậy thì ảnh cố gắng làm cho con. Thì nói chung là một mình không thể nào làm được, phải đúng hai rồi. Vợ chồng mới làm. Ở Việt Nam thì mong cho lúc nào từng giây từng phút qua đây như Dưỡng nói đúng không? Nhưng mà đi qua rồi nó không có thời gian để cho mình nữa, tự nhất là có con á thì mình phải làm nhiều rồi phải chăm con với lại. Xin chào nha. Giống như hàng tuần ha, mình sẽ tới nhà những người thân, người quen, người Việt Nam ở cái thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska này, để chia sẻ về cái cuộc sống người Việt bên đây như thế nào ha. Đây, thì hôm nay sẽ tới nhà hai người em này, rất là dễ thương ha. Đó, trẻ và coi như là cái chuyện mà bên đây người Việt mình mua nhà rất là bình thường. Nhưng mà để chia sẻ biết là cái cuộc sống ở bên Mỹ này không giống như những người anh em mình nghe thấy ha. Thì hôm nay vào chia sẻ coi cái gia đình này, hai bạn trẻ này như thế nào nha. Qua đây bao lâu và làm ngành nghề gì ha. Thì đây là hàng xóm nha. Đây là hàng xóm đây đó. Hàng xóm đó. Nhà cửa bên đây rất là yên tĩnh ha. Đó, đặc biệt hôm nay là chủ nhật giống như mình nói đó. Đó. Đây. Hôm nay mình vào cái nhà này mình coi thử nhà của hai đứa em này như thế nào. Đó, đặc biệt hai bên Mỹ này giống như mình nói là mỗi người làm một chiếc xe là cái chân đi. Thì đây, đó, chiếc xe này ở Việt Nam cho mình bán tải đúng không? Đó, mới to luôn nha, mới lấy về luôn nha. Chiếc này bên đây cũng hơi bộn à. 70-80 nha. Đó, đây, chiếc xe này nữa đây. Thì bên đây là những cái cuộc sống như vậy rất là bình thường ha, không phải là giàu có ha, cái gì đâu. Đó là cuộc sống bình thường của những người cu li bên Mỹ này nha. Đó. Ok. Rồi. Đây là cái nhà phía sau lưng nhà ha. Đó, có hồ bơi rồi cho nít chơi nè, mùa hè ha. Đó, nhà bên Mỹ này đất đai, đặc biệt cái khu này nhá, là đất đai rất là rộng rãi, thành thử nhà đó rất là thoải mái ha. Tự trồng cả trồng rau, trồng vườn đó, mùa hè rất là tốt. Đó, đây là phía sau cái nhà nha. Đó, thì hai vợ chồng này làm cái gì và qua đây bao lâu như thế nào thì mình sẽ vào mình chia sẻ chút xíu ha. Đó, đây là hai vợ chồng Trương và Phi đây. Đó, bữa nay là chia sẻ đó, nhà con nít thì lúc nào cũng vậy đó. Đây baby đây đó, trong nhà đó rất là ấm cúng nha. Đó, cảm ơn hai vợ chồng chia sẻ nha. Đó. Rồi, nói ăn kệ nó. À, ok rồi. Rồi đó. 3, 2 con. Rồi đó, chia sẻ đây đó. Bên đây là coi như là mình đi làm nguyên tuần thì thử cuối tuần có thời gian dọn dẹp, còn không có là mình có con, đặc biệt có con nít nhiều. Đây. Hai vợ chồng đây. Rồi. Rồi Phi và Trương đúng không? Yeah. Chào nè, đây. Rồi hai vợ chồng mua cái nhà này lâu chưa? Tháng 9 tới mới được 2 năm vậy. 2 năm hả? Rồi qua đây Phi là Trương, được qua đây bao lâu mà mình có thể mua được cái nhà ta? Dạ. Em qua đây được 4 năm rồi. Con qua đây 4 năm nhưng mà mua cái nhà này chắc là 2 năm mấy. Coi như qua năm mấy mua rồi đó. Không, qua 2 năm mấy. 2 năm mấy mua rồi đó, đó. Thì anh này đây, anh này là anh Trương, là Việt Kiều. Và trước đây, trước khi có gia đình đó, ở bên Mỹ này độc thân đó, đúng không? Khó có cái sở hữu được nhà lắm. Dạ. Đó, thành thử những ai mà có được anh chàng Việt Kiều nào qua bên Mỹ này á, mà có cái gì đó phải ráng chịu khó nha. Giống như bởi vì cô Phi này nè, một trong những thần tượng mình đây. Đó, qua bên đây chịu khó là làm 2 năm rưỡi hả? Dạ, 2 năm rưỡi. Đó, 2 năm rưỡi nè, mua được nhà này và 2 chiếc xe luôn, ghê chứ. Thêm lời thêm cục này nữa nè, qua đây lời thêm cục này nữa đúng không? Dạ. Đó. Rồi bây giờ hai vợ chồng làm gì ta? Thì con từ đó giờ vẫn làm nail thôi. Làm nail. Hai vợ chồng con vẫn làm nail. Đó. Hai vợ chồng làm ngành nghề nail nha. Đó. Đó là Trương này quá là giỏi nè. Đó. Là bên đâu đàn ông đây là giỏi lắm đúng không? Làm chứ cũng phải lo vụ con cái giống như mình cũng vậy thôi. Đó.
Rồi Phi, Phi qua bên đây mới đầu qua khó khăn gì ông Phi? Nhiều lắm Dượng, tự vì con thì chia sẻ anh em mọi người con hay suy nghĩ nhiều á. À. Với lại phần thì ông xã con thì ông vô tư lắm. mà may mắn là ảnh với con là cùng nhau nhìn về một hướng là em muốn mua nhà, em muốn như vậy thì ảnh thấy con muốn vậy thì ảnh cố gắng làm cho con. Thì nói chung là một mình không thể nào làm được, phải đúng hai rồi. Vợ chồng mới làm. Thì bắt đầu build Reddit rồi mới qua thấy sao, mới qua Mỹ thấy sao? Dạ mới qua Mỹ thấy chán. Chán hả? Bao lâu? Cũng một năm đầu con bệnh nhiều không có thở được. Căng thẳng quá hả? Dạ. À. Là thời tiết á, với lại công việc chưa có biết. À. Nhưng mà chừng 2 năm là thấy mọi chuyện ổn. Quá hay ha, coi như mới qua Mỹ là hơi bị ngạc nhiên đúng không? Hơi dạ. Bị căng thẳng ha. Chương này giống như Dương Tấn là cứ cười không ha, ai làm gì làm đúng không? Bên Mỹ này đàn ông là như vậy thôi à, chứ không có. Rồi Phi mới qua bên đây ngỡ ngàng không? Rồi, dạ. Qua Mỹ, ở Việt Nam qua bên Mỹ này ngỡ ngàng không? Ở Việt Nam thì mong cho lúc nào từng giây từng phút qua đây như Dượng nói đúng không? À. Nhưng mà đi qua rồi nó không có thời gian để cho mình nữa. Tự nhất là có con á thì mình phải làm nhiều rồi phải chăm con với lại con. Nhưng mà mới qua rồi trước đó mình mướn apartment rồi mình tự sao mà có ý nghĩ là mình cố gắng mua nhà và biết bao lâu mình có được mua nhà không? Dạ thì con vừa qua tới Mỹ là con đã muốn mua nhà rồi. Chứ không phải là khi mà ở apartment. À. Với lại phần là con bé nhỏ nó nói là nó muốn có nhà lớn, à. Nó muốn ở trong cái phòng apartment nó nữa thì à. Cho nên là hai vợ chồng thấy con phấn đấu ha. Dạ, cố gắng. À. Quá giỏi. Thì không nhờ Chúa thì con cũng không nghĩ là mình mua nhanh vậy. À. Coi như là nói lại bao nhiêu năm là mình mua được cái nhà này qua bên Mỹ này bao nhiêu năm? 2 năm 6 tháng. 2 năm 6 tháng mua được nhà đó, 2 năm 6 tháng mua được nhà nha. Và hai vợ chồng làm cái ngành nghề neo giống như mình nói đó. Đó. Là con bắt đầu từ con số 0 á, là hoàn toàn không có nhờ, không có tiền từ đầu luôn. Là hai vợ chồng là cùng nhau đi lên từ không có gì á. Đây là một trong những cặp vợ chồng mà ở vùng này mình rất ngưỡng mộ nha. Tại vì nếu mà những người nào mà ở Việt Nam mà nói qua bên Mỹ cứ mong là qua đây mình có sẵn mọi thứ, không có đâu, có nhiều cái mình phải cần tự dựng lên đúng không Phi? Dạ. Mình nói chung là con cũng hai vợ chồng cũng cũng thương Việt Nam nên giúp ở Việt Nam cũng nhiều nhưng mà cứ tự nhủ là thôi từ từ giàu, nhưng mà thật sự là sợ lỡ trời cho điện cho Việt Nam nhiều nhưng mà vẫn có dư, vẫn có thể làm được những ước mơ của mình. Ồ Phi Phi, cái nhà này hồi bữa mà qua đây 2 năm 6 tháng coi như 30 tháng mua nhà. Dạ. Lúc đó mình mua nhà đó được nhiêu ta, giá nhiêu nhà này? Lúc đó là cái nhà này nó đang là 270 nhưng mà con trả lên 11.000. Thời điểm nhà khó mua ha. Dạ cũng không có khó nhưng mà chấm nó lúc đó là 5 chấm mấy rồi. Từ 200 mấy rồi lên 5 chấm mấy nên người ta ngán. Là mua là 280 mấy. 81. Bây giờ nhà nhiêu? Nhà này cái giờ con thấy khu này thì hầu như là bán 300. 300 hơn à, ok. Vậy là trời cảm ơn nha, qua Mỹ lâu chưa quên nữa. Con qua Mỹ 2 tháng 4 năm. 4 năm, 4 năm qua Mỹ 2 năm rưỡi mua nhà, giờ được 4 năm rồi. Yeah. Rồi cảm ơn nha, đó là chia sẻ cuộc sống ở bên Mỹ này, ok. Sao qua bên ở bên Việt Nam mình có nghĩ qua bên đây mình đi làm nhiều tiền và cái cuộc sống giống như nó sung sướng như vậy, không có tưởng tượng được qua bên đây cái công việc nó như vậy không? Dạ không, con không nghĩ nó cực vậy. À. Thì chồng con cũng nói là em cứ ở Việt Nam đi thì thích gì cứ làm, thì lúc mà ở Việt Nam thì sướng lắm, tự nhiên ông xã gửi tiền về cho xài rất là thoải mái luôn. Nhưng mà mình lại không muốn vậy, mình chỉ muốn là đi qua Mỹ cho nhanh. Mà ông xã thì nói là em cứ chơi cho thoải mái, thì qua đây cực lắm. Phải ăn lại đồ ăn hâm lại rồi. Nhiều khi ăn một món tới 2-3 ngày nhưng mà con nói là em không có làm gì được. Nhưng mà qua rồi cũng phải tự thích nghi, những cái mà mình không thể tưởng tượng được thì mình cũng phải tự thích nghi thôi. Rồi bây giờ qua bên Mỹ này thời gian đầu chán, bây giờ có muốn về Việt Nam ở lại không? Dạ con chỉ muốn về chơi thôi. Không con chỉ muốn chơi thôi. Đó, bên đây hai vợ chồng mà có hai đứa con là coi như rất là cực nha, phải đi làm rồi gửi con, rồi phải đón con rất là cực. Đó, hai vợ chồng này giống như là mình nói là một trong những thần tượng, mình cũng rất là mến hai vợ chồng này nha. Giống như Phi nói qua tới đây là không có gì hết mà cố gắng 2 năm rưỡi hả Phi ha? Dạ, 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi, 2 năm 6 tháng. Ồ, đó giỏi nha, 30 tháng.
Rồi cảm ơn hai vợ chồng đã chia sẻ về cái cuộc sống ở bên Mỹ này nha. Tại vì có rất là nhiều người muốn tìm hiểu về cái cuộc sống bên Mỹ. Đó, những ai mà có đi những hoàn cảnh giống như Phi đây nha, nhớ nha, phải cố gắng chứ không có nghĩ là qua bên đây mọi thứ sẵn cho mình rồi qua bên đây mình cảm thấy là mình không có chịu được, là cái đó là ảnh hưởng cho những người sau này, đúng không Phi? Tại vì cái gì nhiều người người ta đâu có dám về Việt Nam mà lấy vợ nữa, đúng không? Tại vì cái cảnh mà qua đây cảm thấy chán cái cảnh đó rồi, cái thay đổi là ảnh hưởng tới những người sau này. Thì nói chung là cái người vợ, người chồng mình cũng may mắn nữa, nếu mà gặp được cái người mà họ không có chịu làm mà họ muốn hưởng thôi thì cũng khó mà. Thành thử